Và buổi học hôm nay chúng ta đã tìm hiểu qua một cách tổng thể về nội dung lãnh đạo nhóm thì đây chỉ là những cái gợi ý mà để cho chúng ta có thể định hướng một cách nhìn nào đấy khi làm việc nhóm thì người lãnh đạo cần hướng vào điều gì và có những cái cách gì để chúng ta phấn đấu trở thành một lãnh đạo nhóm. Và biết thì thôi thì chưa đủ và quan trọng hơn chính là sự nỗ lực của từng bản thân mỗi chúng ta. Và cảm ơn các em đã theo dõi bài học hôm nay.